Một tàu đánh cá với 50 lồng tôm có thể kiếm được gần 10.000 đô la Mỹ mỗi ngày. Làm thế nào mà hai người đàn ông này làm được điều đó? Hóa ra khi đồng bạn của mình tiến ra biển xa, thì thuyền trưởng Warren lại chọn một con đường khác, chỉ huy hai thuyền viên trực tiếp lái thuyền vào bãi cạn để bắt tôm. Nhưng điều không ai ngờ tới là họ đã khai thác hơn 100 con tôm hùm chỉ trong một ngày, bán chúng với giá gần 10.000 đô la Mỹ. Trong khi thuyền trưởng đang tận hưởng số tiền lớn này trên con tàu, hai thuyền viên bên này lại gặp sự cố khi vào vùng nước quá nông. Thêm vào đó, trong nước chứa đầy tảo nên đã làm con thuyền bị mắc cạn. Khi ý thức được bị mắc cạn, một trong những thuyền viên đã cố gắng khởi động chân vịt, khiến nó quay như điên. Ai có thể nghĩ rằng cách này của họ thực sự có tác dụng, nhưng vẫn còn quá sớm. Dù thoát khỏi tình trạng bị mắc cạn nhưng cũng không thể quay lại, vì những lồng tôm trống rỗng vẫn phải được sắp đầy. Sau khi tất cả những lồng tôm được sắp đầy thì mặt trời cũng sắp lặn. Cuối cùng hai người cũng trở lại thuyền lớn. Tại thời điểm này, thuyền trưởng Warren đã tính toán thu nhập của ngày hôm nay lên đến 14.000 đô la Mỹ. Hình như họ phải ở lại đây vài ngày. Mặt khác, cậu con trai Glenn của ông lại không may mắn như vậy. Tuy rất nhiều tôm hùm trong lồng vẫy, nhưng tất cả chúng đều quá nhỏ và chỉ có một con đủ điều kiện, và họ phải thả tất cả chúng xuống lại biển. Một khởi đầu gian nan như vậy khiến cả hai cảm thấy không vui, nhưng ai biết điều đó sẽ nháy mắt tiêu tan trong giây tiếp theo. Hóa ra trong lồng thứ hai không hề tệ chút nào. Glenn vô cùng hào hứng kéo nó lên. Anh cảm thấy vô cùng phấn khích khi nhìn chúng. Xem ra việc bắt tôm cũng giống như trúng số vậy, vì không ai biết người kế tiếp sẽ kiếm được bao nhiêu. Trên màn hình là các tân binh, vì hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến hải trình này. Vì vậy, hai người trên tàu rất hạnh phúc. Ngay cả người lớn tuổi như Jamie, người luôn làm việc chậm chạp, cũng chăm chỉ hơn nhiều. Sau khi đặt ra một vài lồng bẫy, thuyền trưởng Warren liền mang theo chú chó của mình đến hòn đảo gần đó để thư giãn. Trên màn hình lúc này là hai người khác. Thuyền trưởng Peter lần này có chút mất mặt rồi. Thiết bị dò tìm được mua với giá hơn 4.200 đô la Mỹ đã hoàn toàn vô dụng, nên họ chỉ bắt được 274 con tôm hùm trong 4 ngày. Hình như còn 4 ngày nữa họ mới về. Ước tính mục tiêu lần này của họ là 1.000 con tôm hùm. Đúng lúc này một chiếc lồng bẫy đầy tôm hùm được kéo lên. Cả hai trông rất vui vẻ và hào hứng tiến lại gần để kiểm tra. Ai mà ngờ toàn là tôm cái giống. Khi nghĩ về một khoản tiền chi phí khổng lồ, các thuyền viên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thả nó đi trong đau đớn. Bên trong một cái lồng lớn như vậy, chỉ có đúng một con tôm hùm đủ tiêu chuẩn. Lồng thứ nhất coi như xong, lồng tiếp theo lại trống rỗng. Xem xét tình huống này liền thấy cả hai trông rất tuyệt vọng. Chuyển cảnh đến với Brave đang trên biển. Sau một ngày một đêm chờ đợi, họ rốt cục đã muốn kéo lồng vẫy lên để xem có bao nhiêu con tôm hùm ở vùng đất mà không ai dám bén mảng này. Nhưng không nghĩ đến là chiếc lồng vẫy lại trống. Cái thứ hai cũng vậy. Khuôn mặt Archie trở nên khó coi và anh cảm thấy vô cùng hối hận. Làm việc cho đến tận bình minh, họ thu hoạch chưa đến 40 con tôm hùm. Lúc này, Archie tức giận mắng mẹ chửi cha và quay trở lại. Anh ấy thề không bao giờ đến nơi này một lần nữa trong đời. Cùng lúc đó, thuyền trưởng Glenn cách xa hàng trăm hải lý vẫn rất vui vẻ. Ông không ngờ mình sẽ có thu hoạch bất ngờ sau chuyến hành trình này. Tổng số tôm hùm hiện có trong cabin tàu là 614 con, vượt xa mục tiêu 500 con ban đầu. Quay trở lại với Brave, trải nghiệm thất bại này khiến đội trưởng Archie hoàn toàn mất đi sự tự tin với tư cách là người đứng đầu nghề này. Nhưng ông không biết phải làm gì tiếp theo. Cảnh quay trở lại với TAS. Sau một vài lần đấu tranh tư tưởng, Peter cuối cùng cũng vứt bỏ bộ thiết bị trị giá 4.200 đô la Mỹ của mình và thay thế nó bằng thiết bị cũ mà họ đã sử dụng trước đây. Ông đã nghĩ rằng, cho dù cuối cùng mình không thể bắt được 1.000 con tôm hùm, nhưng 78 con đến vài trăm cũng được. Nhưng ai ngờ ngay sau khi ông ấy thở ra một hơi, thuyền viên bắt đầu làm công việc của mình. Họ ném hai cái lồng bẫy ra, thế là bây giờ con số 700 cũng khó nói. 100, 200, 300. Người đàn ông này trông giống như anh ta đang đếm số tôm hùm. Trên thực tế, anh đang đếm tiền của mình. Có thể bạn không tin, nhưng chỉ trong ngày hôm nay, họ đã kiếm được 15.000 đô la Mỹ. Ngay cả cậu con trai cũng phải ghen tị với con số này. Tất nhiên, không phải thợ săn tôm nào cũng may mắn như vậy. Giống như người trước mặt này, chỉ có đúng một con tôm hùm trong lồng tôm. Tuy nó không hề nhỏ, nhưng vẫn không thể làm mọi người hài lòng. Tiếp tục đến lồng thứ hai, vừa kéo lên khỏi mặt nước, anh ta đã phải trố mắt. Trong lồng này chỉ có 3 con tôm hùm, nhưng chúng có kích thước đều hơn nhau, cũng không quá thảm, vì chúng lớn hơn và to hơn con trước. Thấy vậy, một nụ cười liền xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta. Sau đó, anh quyết định tự thưởng cho mình, nên anh đã đi vệ sinh. À, không đúng là vào nhà bếp, anh cho 7 quả trứng vào nồi và cùng thủy thủ đoàn ăn một bữa ngon lành. Hóa ra hôm nay là ngày cuối cùng đi biển. Hiện tại bọn họ cần trở về nhà rồi. Lúc hai người sắp cập bến, đột nhiên họ lại nhận được một cuộc điện thoại. Nó lại khiến anh ấy không vui. Ban đầu họ đã lên kế hoạch giữ hàng là lúc 3 giờ 30 phút chiều, nhưng bây giờ đã bị hoãn lại đến 4 giờ 30 phút chiều. Mặc dù những con tôm hùm sẽ chết lúc 1 giờ rưỡi, nhưng với tư cách là một ông chủ trẻ, anh cảm thấy mình bị coi nhẹ. Dù sao chuyến đi biển này cũng là để bổ sung nguyên liệu cho nhà hàng ở nhà, nhưng càng nghĩ càng tức, nên đã ngay lập tức gọi cho cha mình. Chuyển cảnh đến TAS xui xẻo.
Thuyền trưởng Peter đang tự tay xuất trận. Mặc dù biết ông đang thả lồng bẫy tôm, nhưng khiến tôi nghĩ rằng hai người này đang làm sạch chiếc lồng bẫy. Họ lúc này đang rất vô vọng. Kiểm tra lại thì thấy có một con tôm hùm trong lồng. Mặc dù nó đã chết, nhưng thuyền trưởng Peter vẫn thích nó. Có thể bạn không tin, chi phí cho con tàu của họ là 1.000 đô la Mỹ một ngày, nhưng tôm hùm bắt được là của tất cả các đồng nghiệp. Sau khi thu nốt lồng tôm hôm nay, tính theo 60 lồng được thả họ chỉ bẫy được 28 con tôm. Thà về nuôi gà còn hơn, quan trọng là những con tôm hùm này không lớn, về cơ bản chỉ nặng khoảng 1,3 kg. Chúng bị bắt khi vừa trưởng thành. Tất nhiên là ngoại trừ con tôm hùm nặng gần 4 kg, mọi người lúc này đều như nhau. Đa số họ không ưng ý với chuyến đi này. Lúc này cậu con trai đang háo hức về nhà. Anh hy vọng phía bên kia sẽ hối thúc tài xế để họ có thể đến sở hàng nhanh hơn. Bên cạnh đó anh lại tiếp tục gọi, nói rằng các nhà hàng ở nhà đang thiếu nguồn cung. Nhưng sao bây giờ lại bảo là không thiếu? Ông bố trực tiếp nói rằng ông sẽ đích thân gặp con trai mình ở bến tàu. Khi những lồng tôm hùm được dỡ xuống, đếm tổng cộng có 424 con, tổng giá trị gần 35.000 đô la Mỹ. Con số này cao hơn nhiều so với dự kiến. Quan trọng hơn, những con tôm hùm mà anh ấy bắt được đều rất lớn. Ai có thể nghĩ rằng anh ta sẽ đạt được kết quả như vậy trong lần đầu tiên đi biển? Và còn Peter lúc này, thuyền trưởng giàu kinh nghiệm, rất xấu hổ và chỉ muốn tìm một vết nứt nào đó trên mặt đất mà chui vào. Nghe đến cha anh ấy cũng rất hài lòng. Đứa con vô tích sự ngày nào đã không còn nằm ở nhà mà hút máu ông nữa. Được rồi, nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ nhấn like và theo dõi kênh để đón chờ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.